Sáng ngày 18 tháng 6, ông Nguyễn Bá Khải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, lực lượng công an vẫn đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe khách. Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 17 tháng 6 tại km 1334 100 quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Phú Hòa. Tại thời điểm trên, xe khách do anh Lê Hồng Quang, sinh năm 1978, trú tại tỉnh Bình Định, chạy hướng Nam Bắc, đã xảy ra va chạm với xe khách do anh Đỗ Tấn Quý, sinh năm 1977, trú tại tỉnh Quảng Nam, chạy hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến anh B, sinh năm 1988, và T, sinh năm 1979, cùng trú tại thành phố Đà Nẵng tử vong. Nhiều người khác nhập viện cấp cứu. Một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết đơn vị tiếp nhận 10 người bị thương trong vụ tai nạn trên. Ngày 18 tháng 6, Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết nạn nhân bị thương trong vụ sạt lở đất tại đèo Prenn đã tử vong. Trước đó, báo Sài Gòn Giải Phóng thông tin, trưa ngày 17 tháng 6, trong quá trình căng bạt che đổ bê tông bờ ta luy công trình đèo Prenn, đoạn đầu phía trên đèo, thì anh Phạm Minh Đức, sinh năm 1993, ngụ xã Thiết Ông, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, và ông Nguyễn Hồng Phi, 55 tuổi, ngụ phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, bị bờ đất cao khoảng 6 mét sạt lở đè lên người. Sau khoảng 20 phút cứu hộ, hai nạn nhân được tìm thấy, anh Đức đã tử vong trước khi đưa đến bệnh viện. Ông Phi được các bác sĩ tích cực điều trị, tuy nhiên do bị thương nặng nên đến tối cùng ngày, nạn nhân còn lại tử vong. Tối ngày 17 tháng 6, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp cùng Công an quận 7 điều tra làm rõ vụ cháy kho hàng nghi chứa thuốc lá trên địa bàn. Trước đó, lửa bốc lên từ kho hàng nằm ở con hẻm trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi. Một số người dân cho biết kho bị cháy được hình thành cách đây vài năm và được lắp mái tôn phủ kín nên không ai biết bên trong chứa hàng hóa gì. Khu đất này được cho là công trình đã bị cơ quan chức năng đình chỉ thi công, xây dựng từ năm 2019. Tuy nhiên, công trình vẫn tiếp tục xây dựng lên những mái tôn che chắn xung quanh thành một kho hàng khép kín. Trong đó, kho hàng này có chứa chất dễ gây cháy nổ, đặc biệt là tích trữ rất nhiều lô thuốc lá sau khi vụ cháy xảy ra. Ngày 18 tháng 6, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an thị xã Phước Long tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng, khiến một người bị đâm tử vong, một người bị thương nặng. Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 17 tháng 6, có hai nhóm thanh niên ẩu đả trên đường DT-759 thuộc khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, thị xã Phước Long. Sau một lúc đuổi nhau, một nhóm thanh niên rời khỏi hiện trường, để lại hai thanh niên gục ngã dưới đường, trong đó một người đã tử vong, một người bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nạn nhân tử vong được xác định là Nguyễn Hoàng Tân, 31 tuổi, ngụ thị xã Phước Long. Ngày 17 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP HCM đã thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Aiga Pelic, quốc tịch Latvia, sinh năm 1985, trú ở thành phố Thủ Đức, về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Quá trình điều tra xác định các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ Digital Credit, công ty trách nhiệm hữu hạn FinCap VN và công ty trách nhiệm hữu hạn Sophie Solution núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web tamo.vn và findo.vn. Từ tháng 4 năm 2019 đến tháng 4 năm 2023, thông qua hai trang web trên, ba công ty đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng. Công an xác định, Aiga Pelic là người điều hành hai trang web trên và ba công ty nên bắt giữ. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết hai trang web tamo.vn và findo.vn do tập đoàn Sun Finance trụ sở tại Latvia thiết lập thông qua ba pháp nhân là công ty Sophie Solution, Digital Credit và FinCap VN để hoạt động cho vay tiêu dùng tại Việt Nam. Aiga Pelic thuê người đứng tên đại diện pháp luật để thành lập ba công ty. Các công ty này đều được người đàn ông này chỉ đạo để thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Lãi suất cho vay của các công ty này thấp nhất là 401% một năm,
cao nhất là 1.379% một năm, gấp 20 lần đến 68 lần mức lãi suất cao nhất cho phép theo quy định của Bộ Luật Dân sự. Tổng số tiền thu lợi bất chính mà công an đã chứng minh được qua làm việc với 29 người vay tiền là gần 800 triệu đồng. Ngày 17 tháng 6, Công an tỉnh Long An cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ Phạm Ngọc Lợi, 20 tuổi, ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc liên quan hành vi vô ý làm chết người đến Công an huyện Thủ Thừa thụ lý, tiếp tục điều tra theo thẩm quyền. Trước đó, rạng sáng cùng ngày, tại một khu nhà trọ ở xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, T, 17 tuổi, ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, Long An, cùng Phạm Ngọc Lợi và hai bạn nữ đang đùa giỡn ở phòng trọ. Lúc này, Lợi đem một khẩu súng mới mua trên mạng với giá 2 triệu đồng ra xem. Trong lúc đùa giỡn, khẩu súng bị cướp cò, khiến đạn bay trúng T. Sau đó, Lợi chở T đến bệnh viện cấp cứu. Trưa cùng ngày, thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận T đã tử vong do tổn thương nặng gây xuất huyết não. Kết quả cho thấy có dị vật 13mm trong não. Chiều ngày 17 tháng 6, Công an thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết đã phối hợp với cảng hàng không quốc tế Phú Quốc làm thủ tục giao trả chiếc đồng hồ cho nữ hành khách bị thất lạc trong lúc làm thủ tục lên máy bay. Trước đó, ngày 25 tháng 12 năm 2022, Công an xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc tiếp nhận tin báo của chị T, 35 tuổi, quốc tịch Mỹ, tạm trú tại quận Long Biên, thành phố Hà Nội, về việc mất một đồng hồ đeo tay trị giá 11.124 đô la Mỹ, tương đương khoảng 278 triệu đồng, khi làm thủ tục lên chuyến bay từ Phú Quốc đi thành phố Hồ Chí Minh. Theo lãnh đạo cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, việc hành khách bỏ quên hành lý vật dụng xảy ra thường xuyên. Việc hành khách T nói bị trộm cắp tài sản phải để cơ quan công an điều tra, nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.